Chào các con, hôm nay chúng ta chuyển sang phương pháp tiếp theo để so sánh các phân số, có tên gọi là so sánh phân số thông qua phần hơn, phần bù. Để hiểu về phương pháp so sánh thông qua phần hơn, chúng ta sẽ nghiên cứu một ví dụ cụ thể sau đây. So sánh hai phân số là 91 phần 89 và 87 phần 85. Quan sát hai cái phân số này, chúng ta thấy tử và mẫu đều rất là lớn. Cho nên nếu như áp dụng phương pháp quy đồng phân số, quy đồng mẫu hoặc là quy đồng tử thì đều gặp khá là nhiều khó khăn. Chúng ta phát hiện ra là hai phân số này đều lớn hơn 1, bởi vì tử đều lớn hơn mẫu. Và như vậy thì mình không thể so sánh thông qua trung gian bằng 1 được. Chúng ta phát hiện ra là tử số thì giảm từ 91 xuống còn 87. Nhưng mẫu thì cũng giảm từ 89 xuống còn 85. Như vậy tử và mẫu thì cùng giảm. Cho nên chúng ta không thể so sánh thông qua tử nọ mẫu kia được. Vậy thì còn đặc điểm gì giúp ta có thể tận dụng được không? Chúng ta phát hiện thấy là nó có cái đặc điểm đầu tiên là hai phân số đều lớn hơn 1. Chúng ta có thể nhận thấy nếu ta lấy tử trừ đi mẫu, 91 trừ 89 thì bằng 2, 87 trừ 85 cũng bằng 2. Nói cách khác là tử số lớn hơn mẫu số cùng một số đơn vị như nhau. Tức là có cái hiệu của tử trừ đi mẫu thì như nhau. Thế thì ta tận dụng cái đặc điểm này như thế nào? Hai phân số đều lớn hơn 1. Thế nếu như ta đem mỗi phân số đó ta trừ đi 1 đây này, thì ta được cái gì? 91 phần 89. Nếu trừ đi 1 thì quy đồng mẫu số 1 sẽ bằng 89 phần 89. 91 trừ 89 bằng 2 phần 89. Còn nếu ta lấy phân số thứ hai là 87 phần 85 mà trừ đi 1 thì ta sẽ được 2 phần 85. Như vậy ta thu được hai phân số mà có cùng tử số bằng 2. Và khi đó thì nếu cùng trừ đi 1 được hai phân số mới cùng tử, dễ so sánh với nhau. Đấy, ta thử so sánh này, 2 phần 89 với 2 phần 85 thì cùng tử số mẫu 89 lớn hơn mẫu 85, cho nên phân số thứ nhất này bé hơn. Đấy, thế thì từ đây chúng ta có thể dẫn đến kết luận so sánh hai cái phân số ban đầu được hay không. Để so sánh, để hình dung được rõ ràng thì mình sẽ vẽ một cái sơ đồ nhé. Chúng ta biểu diễn cái phân số một cái đoạn thẳng này có độ dài là bằng 1. Đây là 1. Thế thì cái phân số thứ nhất này sau khi trừ đi 1 thì nó còn lại được cái này, 2/89. Vậy thì phân số thứ nhất ban đầu nó sẽ dài hơn một chút. Đây là 2/89. Và như vậy phân số thứ nhất đây là phân số thứ nhất. Thế còn phân số thứ hai sau khi trừ đi 1 thì nó được cái đoạn này. Đây là 1. Thế thì sau khi trừ đi 1 được cái đoạn đó. Như vậy thì đây là 1. Còn đây là 2/85. Và đây chính là phân số thứ hai. Phân số thứ hai. Bây giờ chúng ta quan sát thấy cái phân số thứ nhất 2/89 nó bé hơn 2/85. Thế thì cả cái phân số thứ nhất này chắc chắn là nó cũng bé hơn cả cái phân số thứ hai. Đấy, từ đó chúng ta suy ra kết luận là phân số thứ nhất là 91/89 sẽ bé hơn 87/85. Và đây chính là kết quả của cái bài toán này. Cái phân số thứ nhất nó lớn hơn 1 một cái đoạn bằng này, thì ta gọi cái đoạn này là phần hơn của phân số thứ nhất so với 1. Đấy, phần hơn của phân số thứ nhất so với 1. Còn phân số thứ hai thì nó lớn hơn 1 một cái đoạn bằng 2/85. Ta gọi cái này là phần hơn của phân số thứ hai so với 1. Như vậy thông qua cái việc so sánh hai phần hơn thì ta so sánh được hai phân số. Và phần hơn này bé hơn, cho nên phân số thứ nhất bé hơn. Còn phần hơn này lớn hơn, cho nên phân số thứ hai lớn hơn. Thế thì đây chính là phương pháp so sánh phân số thông qua phần hơn.
chúng ta áp dụng cái phương pháp này khi nào? Rõ ràng là chỉ khi mà hai cái phần hơn này nó dễ dàng so sánh được với nhau. Và muốn có cái điều đó thì mình đã tận dụng một cái đặc điểm là hiệu của từ trừ đi mẫu giống nhau. Thế thì đây chính là điều kiện để chúng ta áp dụng cái phương pháp so sánh qua phần hơn. Một là cả hai phân số đều lớn hơn một, hiệu của từ trừ đi mẫu như nhau. Thế đối với các phân số có đặc điểm này thì hãy vận dụng phương pháp so sánh thông qua phần hơn. Bây giờ các bước để so sánh thông qua phần hơn như thế nào? Bước 1 chúng ta đã làm, đấy là tính các phần hơn. Bằng cách ta lấy mỗi phân số trừ đi 1 thì ta được các phần hơn. Bước thứ 2 là chúng ta đã so sánh hai phần hơn. Hai phần hơn chính là so sánh hai phân số cùng tử. Và bước thứ 3, bước cuối cùng, đấy chính là rút ra kết luận so sánh hai phân số ban đầu. Thì phần hơn này bé cho nên phân số này bé, phần hơn này lớn thì phân số này lớn. Đấy chính là kết luận. Toàn bộ phương pháp để so sánh các phân số thông qua phần hơn đã được thầy trình bày nêu trên. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng và thực hành phương pháp này nhé.